Chào cả nhà đã trở lại với xe đầu kéo Vlog nhá. Hôm qua về gặp anh Cua là anh em mình te tua sơ mướp hết rồi. Bị say hết các bạn ạ. Đêm qua về ai say hết. Thắng là hôm nay cũng lờ đờ, Tú là cũng lờ đờ rồi. Nên là hôm nay không có đứng ở ngoài chào nữa, lắng quá. Chào nói sợ té xuống ruộng. Hôm nay đáng ra là mình chỉ bảo là uống 2-3 cái chén rượu rồi nghỉ ấy. Nhưng mà sau ấy thấy vui quá, ánh vui quá rồi anh chị em ở Cà Mau đây đón tiếp đoàn cũng rất là vui, hát ca vọng cổ các thứ là nghe là cực kỳ hay. Mình thấy mình mà đứng dậy đi về sớm thì mình ánh đơn độc ở lại tiếp đãi mọi người thì cũng không được. Thế là thôi, ngứa đòn lên thì cũng giây phút cuối cùng. Làm thêm khoảng cỡ 10 lon bia. Đấy. Nên là hôm nay vẫn còn tâm trạng là còn hơi lâng lâng tí các bạn ạ. Và buổi sáng anh em mình đang có món cháo hải sản à anh? À, tối hôm qua là mấy anh em là cũng te tua cho nên là sáng nay là ăn sáng cháo thì dễ ăn. Đúng rồi đấy, anh thấy có lý đấy. Đây là trong này là có họ có lấu có tôm rồi này. Cháo tôm rồi mình tôm. Để hàu vô. Nói chung là về đây là hải sản nhiều. Cho hết cả hàu này luôn đấy. Tôm là trong vuông này luôn nè anh. Rồi hàu là ngoài bè hàu ở đây luôn. Cái này chắc là cũng nhanh chín đấy nhỉ. Cháo này hôm nay hơi nhiều hành. Hành đâu cái này? Đấy, không sao, rồi tôi ăn được hành. Hành gì em thấy anh sự căng thẳng. Thế rồi. Nó ở trong cái đĩa này à? Không sao. Thế rồi họ để bên dưới rồi. Chết rồi. Đây là cái này là do quán nha các bạn nhé, không phải do mình đâu. Vì không, giờ cho mượn cái hành cái nằm bên dưới để lọc lại. Em ơi, Như xem lọc lại cái này cho anh chứ hai anh không ăn hành. Hai bát không hành. Có mì tôm không em? Thế nấu cho anh Sự bát mì tôm. Mà có cháo đang nấu không? Cháo tôm á. Cho chị 2 tô. 2 tô không hành cho. Nhưng mà mọi người thấy lạ không? Sao anh chú nhớ tên em Như thế nhỉ? Em Như là người đưa mình đến phòng kết thúc ở cuối video. Chỉ có mỗi em đưa đến. Thế nên là nhớ tên, với hai nữa là em Như hôm qua thì trên kênh Phạm Dũng là có một buổi anh em tỉ thí đi bắt cua rồi mò con vọc, nhưng mà em Như là xuống phong là nhảy xuống mò luôn mà bên team của anh Cua xong rồi bỏ theo phe mình để có cho mình 2 con sò. Thế là thôi, mình nhớ ấn tượng đến giờ luôn đấy. Cho 2 con sò. Hôm qua anh có tâm sự gì đâu? Lâu không, chỉ anh em tối uống bia rồi hát cùng nhau ấy. Em thấy anh song ca với em Như hơi nhiều nha. Anh có ăn vé không anh? Anh hay ai? Anh á. Cái này chín rồi nhỉ? Chín rồi nha. Nó không đây có cả cháo không? Anh không em phục vụ cho mọi người chứ. Xa quá. Anh Cua chu đáo quá. Được rồi, cứ có cháo là được rồi em ơi. Cứ cháo là được rồi. Hôm nay thực sự là hơi lôn lao tí. Nên là phải húp bát cháo. Đây. Anh xin nhá. Cảm ơn anh. Đây. Đấy, cả tô luôn. Rồi bỏ giá vô đi để tao múc luôn. Không ăn hành nhưng mà tô có ngò. Anh ăn ngò không? Đó là ngò gai đó. Ê, ngò trí. Rau thơm. Không sao. Chỉ không ăn hành thôi hả? Không ăn hành thôi. Mời cả nhà nhé. Tú không chịu được nữa rồi ấy. Cái lô cồn ruột quá. Anh ăn giá không? Mình ăn giá không? Anh thì cái gì cũng được hết. Giá thì mát. Em mời các anh nhá. Đi bao nhiêu ngày rồi chẳng nhẽ đi về đất mũi không uống bia rượu thì nó có lỗi với bạn. Rồi anh. Từ Hà Tĩnh về đến Cà Mau mà đất mũi Cà Mau. Đấy, bữa thì giỏi lắm mới uống được một chén thôi, không uống dám uống nhiều. Có ấy đâu nhưng mà đến đây thôi. Hôm qua là ông uống nhiều nhất đấy trong hành trình đấy đúng không? Đúng rồi. Đấy. 3 chén rượu với 10 lon. Không gặp em Như gái là trải trong này. Thôi mời cả nhà đi. Song ca nhiều bài lắm anh Thắng ạ. Song ca làm lưỡng luôn rồi. Tí. Tay trong tay không? Vui. Không. Thực ra là cũng không phải em nói. Tính uống, tính uống bia Mông Cổ, rượu Mông Cổ mà không được. Theo kiểu Mông Cổ mà không được. Như hôm qua cũng không phải em nghĩ xấu anh Tú, nhưng em thấy học trò của em, anh Cua hơi bơ vơ nên em mới cố gắng nắn lại. Hiểu quá, ông tít lắm, người đánh đàn này hát này uống thì tít lắm. Nhớ hôm qua mọi người chủ động uống mà sao giờ thành nhiều lý do. Nói chung là thôi, mình nhận là mình thèm bia.
Đấy, nói thẳng là thèm bia. Thế là lỡ nhà uống hơi quá đà. Nói chung là bao ngày rồi anh cũng bình thường phải lái xe, nên là anh cũng muốn uống nhưng mà không thể uống được vì để đảm bảo an toàn trên đường. Còn hôm qua thì hôm nay sáng mình có nhiều thời gian hơn, nên là anh em mình làm đôi chút bia cho thoải mái. Nhưng mà Minh bảo hôm qua lái cho anh mà. Vâng, em lái xe cho anh mà. Ừ. Rồi đâu. Đấy. Hôm qua bảo anh uống đi, em lái cho, thế là hôm nay Tú ở với xóa tí. Với lại cũng chia sẻ với các bác là buổi sáng thì anh em cũng trò chuyện kêu táo tí cho vui, phấn khởi buổi sáng để có thêm cái năng lượng, ai cũng phải cười tươi để làm việc. Nói thật quả. Thì cứ nói đi. Thôi say thật thì cứ nhận nhé, có gì đâu mà. Hữu hôm qua vẫn tỉnh. Anh nhận là ông Tú là ông Hữu là tối hôm qua là ấy, đúng không? Dạ. Hết ga đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Mất ga rồi. Hữu hôm qua hát cũng gọi là hay lắm. Hát tặng cho các bác ở Cà Mau này. Rất là hay. Cũng buổi sáng được bát cháo ngon thật đấy. Ăn mát tuyệt vời. Cháo của mình nó hơi ít gạo tí, đếm khoảng cỡ 20 hạt gạo. Anh ấy múc khéo thế chứ. Làm tí hạt gạo vào luôn. Lấy hào với tôm. Ở cháo ở dưới em là nấu là phải rang sơ qua. À, cái này tắt đi. Cái này giống như lẩu cháo ấy nhỉ. Nhưng mà mọi người có thấy không? Cái này nếu mà không có hành giảm độ ngon xuống 50%. Đúng rồi đó. Hoặc em nghĩ là 90 luôn. Có giá đỗ mới ấy rồi. Giá đỗ mới cả rau má rồi. Nói chung là cảm thấy hôm nay người mình nó không ổn cho lắm ở đây này. Nó lôn lao hôm qua nó cồn ruột. Nên là phải cố gắng ăn bát cháo. Hôm qua là tính ra là mình ăn hơi ít. Buổi trưa ăn cũng ít, buổi chiều ăn cũng ít. Đúng rồi. Được cái là uống nhiều. Uống nhiều hơn là ăn. Hôm qua là chính là uống nhiều hơn ăn. Nên anh em là ai cũng say, say nhanh. Và thực sự ra lên đúng là uống bia say nó nắng lồn lao. Thế còn rượu thì nó về nó dễ tiêu hơn. Nhưng mà qua kênh anh Tú nhá, em cũng không phải em nói xấu bạn em đâu. Tùng em thật. Thân ai người lo. Ông ấy không rủ mình đi đâu, hóa ra về sau mới biết là có chương trình đi mò vọc với em Như. Mò ban đêm á? Nên là xong đêm. Cái lúc mà chiều buổi chiều ấy, hào hức lắm, xung phong đi mặc quần để đi anh ạ. Cho nên là hôm nay cười tươi lắm. Mà Hữu vẫn đi mà có xuống mò đâu. Nhưng em không biết trước chương trình đấy nên là không chuẩn bị tinh thần được. Mình chưa kịp gì thì mình đã nhảy tòm xuống nước rồi. Đừng có vì một mũi về đất mũi mà anh em chia rẽ. Cái tiếng rau ở đây nó thánh thót nhỉ. Sáng sớm mà chưa dậy nó là rau sùm luôn. Có lẽ là Tú quay chia sẻ đến cả nhà một chút về không khí buổi sáng em mình ăn. Ăn sáng rồi tí nữa anh em mình còn lên đường đi nữa. Nên là để Cao Năng Men vào ngồi ăn sáng cùng anh em luôn cho kịp giờ. Các bạn ơi, hiện tại thì Tú đã về tới thành phố Cà Mau rồi. Hôm nay thì Tú hơi bị say một chút, buổi sáng là còn chút men bia nên là không được khỏe. Cả ngày hôm nay Tú phải nhờ em Mạc Minh là chạy xe từ dưới đất mũi về đến đây. Giờ mới thấy anh cất lời được đây nhỉ. Mình phải nói là Mạc Minh khỏe. Nhưng mà Mạc Minh khỏe nhưng mà khỏe một cách âm thầm. Có nghĩa là có bí kíp võ công nhưng mà giấu kín. Bây giờ mình chợt nhớ ra mỗi lần đi uống rượu hay đi đâu là có trà giải rượu cho anh em uống, mà bây giờ hôm nay giấu kín, hôm qua giấu. Cái này tội này không biết là lên phạt hay là lên thế nào. Có cái giải say giảm rượu đúng không? Giảm say giải rượu đấy. Đấy đấy đấy. Tối nay về cho anh này một gói anh phục hồi ấy. Bảo sao mấy hôm nay uống rượu bùm bụp đi suốt mà khỏe. Thế chứ anh. Hóa ra là tay này dùng cái gọi là bí kíp riêng để hộ thân. Thì mình phải xem là tiểu lượng của anh em xem thế nào. Còn mình, anh em mình mà còn đi giấu nhau này chết rồi. Đi để cái quân địch nó đánh tan tác quân ta này chết rồi. Đây phía trước là xe Phạm Dũng. Hôm nay anh em mình cũng sẽ chia tay với Phạm Dũng để Phạm Dũng về Sài Gòn chuẩn bị cho phiên live
khủng với anh Hải Sapa TV trên nền tảng Top Top. Bây giờ là Phạm Dũng đưa anh em đi ăn một nhà hàng ở đây. Để rồi chia tay nhau. Rồi anh em mình ngày mai sẽ lên, tối nay sẽ lên Bạc Liêu. Và ngày mai thì sẽ, trưa mai dự kiến là sẽ đi về Kiên Giang. Để mình cũng phải tính lại xem mà anh em muốn chơi ở Bạc Liêu lâu hay là nhanh. Chắc là Bạc Liêu thì chơi trong ngày, chiều trưa mai về Kiên Giang luôn. Kiên Giang nó có nhiều cái hay để khám phá. Đấy. Hôm nọ thì đi qua đấy là mình thấy tiếc luôn rồi đấy. Nên là mình bàn với bạn Thắng là bây giờ mình hoa tiêu là mình sẽ đưa anh em quay trở lại Kiên Giang để đi đến cái điểm cuối cùng, cái cột mốc cuối cùng ở trên bộ của đường biên giới Việt Nam, là ở tại Hà Tiên luôn. Rồi sau đó là sẽ có kế hoạch đưa anh em đi ra một số cái đảo ở Kiên Giang. Đấy, sẽ ở Kiên Giang 2 đến 3 ngày. Cho quý khán giả kênh của Tú ở khu vực Kiên Giang muốn giao lưu thì có thể liên hệ với Tú nhé. Thì em là, anh ơi, em lái xe được không? Quá là ok luôn. Hơi bị lo lắng tí thôi vì chạy hơi tít. Bây giờ em là đi mình chậm luôn mà có 80 km/h. Tới nhà hàng rồi. Đấy, nhà hàng chuyên về khu vực. Hữu khỏe chứ? Em khỏe đấy ạ. Không rất khỏe rồi đấy. Vâng. Sắc mặt tốt, tươi. Vâng. Mấy vừa rồi chạy có con cua này. À, ấy quá. Dí thẳng con cua này. Tức là chạy liên tục, anh em không kịp hồi hồi sức. Không kịp hồi sức. Vâng. Cái kiểu mình thấy em đỗ xe được không? Cái thời gian nghỉ ngơi nó ít đấy anh. Cửa hàng nhà hàng người ta có mặt tiền là con cua ấy, để dành cái chỗ tí ông Dũng ông muốn quay phim mà ông ấy đứng ở đây ông chào các bạn nhé. Bây giờ mình đang có mặt tại con cua rồi. Tí nữa dậu bên kia đi để dành nữa. Mình cứ chào trước. Đấy. Một chị gái xinh đẹp ra. Ừ, thôi chạy đầu đi. Để hỏi chứ. Ừ. Rồi tạm biệt nhá. Hẹn gặp lại anh Tú nha. Bye bye mọi người nhé. Rồi. Bye. Phạm Dũng. Thôi được rồi, anh cầm đây được rồi. Lúc nào cũng chỉ thấy ngón tay như này thôi. Thôi anh em mình lên đường đi. Bây giờ là đi thẳng lắm. Đúng rồi. Bây giờ đội đấy thì bây giờ là anh em mình chia tay với Phạm Dũng. Anh Tú rồi. Cả nhà thấy là chấp hành nghiêm chỉnh. Luật lệ giao thông. Luật lệ giao thông. Uống rượu bia say xỉn không lái xe. Không lái xe nữa. Nhưng mà Mạc Minh hay đấy. Nó trà giải rượu. Tối nay về nhớ bơm cho anh, cung cấp ngay một gói cho anh. À. Phòng thân. Hôm nọ là chủ quan nó không cầm đi theo ấy. À. Anh em là đi phải có tí nhạc mới thích nha. Rồi để anh mở cho. Rồi. Ok. Chạy một đoạn thì bây giờ anh em đã tới với địa phận của Bạc Liêu rồi các bạn ạ. Hai tỉnh thì chạy qua thành phố một tí rồi đến với Bạc Liêu rồi. Và chủ yếu chiều dài của tỉnh Cà Mau thì hình như là đi qua thành phố cái là chạy đến tận đất mũi là hơn 100 km. Thế còn cái giáp tỉnh này thì đi về thành phố thì rất là gần. Bạc Liêu thì mình cũng ấn tượng với lại chỗ cánh đồng điện gió ven biển, rất là nhiều những cái điện gió đẹp. Thì sáng mai mình sẽ đưa anh em Hà Giang là đi ra đấy để ngắm biển và có thể là check in ở cái khu vực đấy. Ngày xưa Bạc Liêu với Cà Mau là một tỉnh à anh Tú? Anh không rõ đâu. Bạc Liêu giấc mơ tình yêu. Dân gia ca rằng Bạc Liêu là xứ cơ cẩu. Hay cái gì đấy mình quên rồi. Ông bài đấy hay đấy. Nghe danh công tử Bạc Liêu đốt tiền lấu chín tỏ ra mình giàu. Này xe của Phạm Dũng đây này. Tưởng là tạm biệt rồi đi được nhanh anh em mình mà vẫn chưa kịp. Tốc độ Mạc Minh di chuyển thì cũng đúng 80 km/h đấy các bạn ạ. 79-80 thôi chứ không có đi quá. Đoạn này thẳng đẹp nhờ. Thẳng nhờ. Đẹp luôn, đường đẹp, đi thanh thang thích thật. Mát phẳng thật. Mà đây nhiều cầu nhỉ. Ừ. Mấy cái cầu này đều cấm vượt hết các bạn này vì nó vòng ấy. Là mình không có nhìn được cái xe ngược chiều. Đã có ai nói với anh em Hà Giang là từ thành phố Cà Mau đi về dưới đất mũi có bao nhiêu cây cầu chưa? 100 dạ. Linh mấy km ấy. Dạ vẫn chưa anh ạ. Một
trăm linh mấy km mà có đến 48 cái cầu. 48 cái cầu, nhiều ấy nhở. Bởi vì đây là nó địa hình này là sông nước nhiều. Đúng rồi, trắng chịt. Và anh Tú ạ, em nghĩ là anh cũng mình chứ là qua kênh của anh Tú thì Xuân Hữu cũng muốn có một lời chia sẻ với toàn thể quý cô bác trên kênh là cả nhà mình nếu mà đi đất mũi Cà Mau thì chúng ta sẽ đi giữ tốc độ là một bình thường, bởi vì là đi qua cái con đường bây giờ nó rất là bập bênh đó, bởi vì ở đây là toàn sông nước, nhiều mố cầu ấy nhỉ. Đúng rồi, hôm qua là Xuân Hữu đi xe của bạn anh cua là bác Tài là đi nhiều lúc là không để ý là thấy Xuân Hữu còn nhảy lên xong lại ngồi xuống, nhảy văng lên lóc, vâng, văng lên lóc lại ngồi xuống. Cái đấy đi là nó rất là hại phuộc xe ấy, vâng, hại hệ thống giảm sóc. Và anh em thế nào, có thích đi đảo không? Dạ có anh ơi, xung phong đi đảo. Hào hứng khi thế là ra đảo chơi. Ừ. Bởi vì để mình ngắm nhìn được cái đất nước Việt Nam mình rộng lớn, đầy đủ cả biển đảo đúng không? Có biển, có đảo, đất liền. Chứ mà đi đến đây mà anh em mình đi về sớm quá mà không có khám phá được đảo thì hơi phí. Chính xác. Hôm nay thì team Phạm Dũng rất là mong muốn là anh em Hà Giang đi về đấy để giao lưu cùng anh Hải. Anh Hải đi vào nhưng mà anh Hải vào cũng thời gian cũng ngắn quá, có 2-3 ngày thôi. Nhưng mà mình thấy là đi một lần khó, nếu mà chạy lên Sài Gòn xong rồi quay về thì nó hơi bị vất vả. Nó rất là vất vả luôn ấy. Bây giờ chạy về khoảng 6 tiếng. Xong hôm sau lại đi xuống nữa là về chơi được 2-3 ngày rồi nó lãng phí chuyến đi, rồi đi xuống nữa mất thời gian. Phải biết là anh em gặp nhau được thì nó cũng vui, nhưng mà vì cái lịch trình thì Tú nghĩ là mình đang ở miền Tây thì mình cứ đi gói gọn, khép xong, khép kín xong. Đằng nào team anh em Hà Giang khi đi qua Tây Bắc thì cũng phải ghé anh Hải này. Và như Mạc Minh nữa, chắc là đây sẽ là lần đầu tiên được đi ra đảo. Và mà còn với em thì là đất nước của chúng ta, đất liền nó quá đẹp. Ngoài việc chúng ta có đất liền đẹp, chúng ta còn có rất nhiều những hòn đảo lớn nhỏ đẹp khác nhau. Và như em là em rất ao ước được đi đảo để biết được thêm về cuộc sống của bà con ở trên đảo, để có dịp mà mình còn chia sẻ quảng bá đến bà con ở trên vùng cao, biết thêm về biển đảo ở Việt Nam. Đấy thì anh em mình sẽ quay trở lại Hà Tiên thăm cái địa điểm kết thúc của biên giới Việt Nam trên bộ, và sau đó là sẽ chơi ở Hà Tiên trong một ngày. Sau đó mình sẽ xuống Rạch Giá, nơi đấy thì sẽ có rất là nhiều những cái bến tàu để mình di chuyển ra những đảo như là Hòn Sơn, rồi đảo Nam Du, rồi đảo Hòn Tre gì đó. Trong ba đảo đấy thì mình nghe em Dũng tư vấn là gần nhau. Còn Phú Quốc thì thực sự ra thì cũng gọi là gần đây thì mình cũng thấy chia sẻ là Phú Quốc thì là rất là đẹp rồi đấy, nhưng mà cũng có nhiều cái yếu tố anh em mình đặt chân đến thì nó cũng hơi xa, với lại nó thiên về cái du lịch nó phát triển quá, thì mình đi mình sẽ là khám phá về những cái sự hoang sơ nó sẽ còn rất là ít. Thế nên là tôi muốn đưa anh em đi ra những cái đảo nó có cái sự hoang sơ để mình mới hòa nhập được vào cái đời sống của bà con, xem đời sống bà con ngư dân ở trên đảo có điều gì nó khó khăn hay là sinh hoạt như thế nào thì nó mới nột tả lên được. Chứ còn đến những cái đảo mà lớn như thành phố thì thành phố du lịch thì nó sẽ là mang tính chất về thương mại quá nhiều, thế nên chủ yếu là nghỉ dưỡng thôi, chứ còn rất là nhiều người quay. Thế là mình quyết định đặt chân tới mấy hòn đảo mà mình nói trên. Nhân tiện đây thì quý khán giả của kênh Tú có ai ở đảo Hòn Sơn thì tư vấn cho Tú nhé. Trong vòng 1-2 ngày tới là Tú sẽ chuẩn bị ra đảo, thì có ai ở đó thì có thể là hẹn gặp để giao lưu với anh em cũng như là cà phê với anh em. Đấy, anh giờ Tú biết là có một thành phố em rất muốn quay trở lại, và em nghĩ là anh Tú cũng sẽ thích quay trở lại thành phố đó. Rạch Giá. John Joy. Đấy, hôm đó mình về mình tiếc nuối lắm, vì thành phố Rạch Giá thì nó rất là nhộn nhịp và lớn, nên là anh em đến đấy thì có thể là khám phá được rất là nhiều thứ ở đấy. Nên là chắc chắn là quay lại là anh em mình sẽ phải ở Rạch Giá là một chiều và một đêm rồi. Dạ, vâng. Để xem là cái sự phát triển, sự nhộn nhịp của thành phố Rạch Giá như thế nào. Cái tối mà hôm mà anh hành trình mà em với anh đi từ thành phố Rạch Giá về Cà Mau anh Tú ạ, thì có rất nhiều quý cô bác anh chị trên kênh của em xem video và bảo là cảm ơn anh em đã chia sẻ, mặc dù là ban tối thôi, không phải ban ngày,
nhớ quê nhà, xa quê nhà lâu quá. Đó, đợt này mới được xem lại hình ảnh ở quê. Đó, thì hy vọng là đợt này thì đến đó thì anh Tú sẽ quay chia sẻ thành phố rạch rã nhiều hơn cho mọi người biết đến. Nói chung là tất cả anh em mình sẽ chia sẻ về thành phố rạch giá, và tới đấy thì mình sẽ khám phá thêm những cái khu chợ thủy hải sản ở bên biển. Anh em mình có thể là mua đồ về ăn hay thế nào đó. Đến đấy thì mình sẽ là tính tiếp. Và một điều này nữa anh Tú, anh chắc chắn là anh sẽ có thêm động lực để quay video mới. Có rất nhiều anh chị đã comment bảo Xuân Hữu với anh Tú là cứ yên tâm quay video, quay hành trình hay là quay khác biệt mọi người cũng được mà để, tức là các chị bảo là xem như thế các chị mới không bị nhàm. Đúng rồi. Và là như Xuân Hữu với anh Tú là hai anh em lúc nào cũng ngồi trên xe với nhau, hai anh em cứ thay nhau quay, mà bây giờ thời gian khi mà xuống xe là dành thời gian để lên kênh của mọi người, như lên kênh của anh Thắng, lên kênh của bạn Phạm Dũng, Phan Diễn. Ngày hôm nay là anh Tú là ốm mệt thì bạn Bằng Minh sang đây để lái xe, không là đấy, cũng chỉ có hai anh em thôi. Bằng Minh đây, và mình cũng muốn quay để chia sẻ cho gọi là quý khán giả biết được về những cái tuyến đường, để xem mà đường xá ở các tỉnh như thế nào, giao thông như thế nào, có điều gì thuận lợi khó khăn thì mình cũng chia sẻ trên kênh để cho một số anh chị sau này đi xuyên Việt thì có thể là yên tâm đi trên đường, cũng có nhiều cái lựa chọn, hoặc là cũng có thể là sắp xếp những cái lịch trình đi làm sao cho nó phù hợp nhất để mình đi tối ưu, không có bị mệt, và có những cái địa điểm dừng chân nó ăn uống nó hợp lý. Thì bây giờ là mình cũng đã chia sẻ một chút về cái đoạn đường ở đầu của tỉnh Bạc Liêu rồi, quốc lộ 1A rồi. Thì về tới thành phố mình sẽ lại tiếp tục là phải chia sẻ đến các bạn. Các bạn ơi, hiện tại thì Tú đã có mặt tại thành phố Bạc Liêu rồi. Còn khoảng 3 km nữa là tới khách sạn anh em mình ở tối nay. Nay thì đi vào cái đường này nó hơi nhỏ, chưa thấy được đường lớn. Tối là anh em được về nghỉ ngơi thoải mái, sáng mai anh ngủ dậy muộn rồi. Quán cà phê đẹp thế, to đấy. Quán cà phê, toàn quán cà phê lớn thôi. Mình còn 2,5 km nữa nha mình nhỉ. Đường xá hơi vắng nhỉ. Đúng rồi, đường xá vắng vẻ. Không có đi được rất là đông nhàn. Chân ga thao mà đạt. Chưa thấy có món đặc sản gì nhỉ? Bạc Liêu đây là không biết là có đặc sản gì. Ở đây anh hay đi thì có, ở đây có thường thường có đặc sản gì ngon này. Hình như là cũng có món mấy món bún nước lèo các thứ hay sao. Bún nước lèo. Không rõ nữa. Để tối về mình kiểm tra lại. Rồi. Để mà anh em mình thưởng thức anh nhỉ. Đúng đến rồi. Đâu cứ đi đến đâu thì mình tìm cái món đặc sản thì mình thưởng thức. Có thể sau một cái chuyến hành trình này thì không biết bao giờ mới được đến đây. Mà cái đặc sản mà anh thích nhất là đặc sản về thiên nhiên. Đúng rồi. Nếu mà ví dụ như có nơi nào có phong cảnh đẹp rồi những món ăn ẩm thực dân dã của địa phương là rất là thích. Nhất là về miền Tây thì mình phải ăn những cái món như kiểu về cá nhiều. Đúng rồi. Món cá này rồi những món đồng ruộng ấy. Ốc. Đấy, nói chung là nó liên quan đến những con hải sản. Đúng rồi. Còn bao nhiêu? 2 km nữa. Mình chưa đi được đến cái con đường chính của thành phố Bạc Liêu như thế nào. Hôm nọ thì rất ấn tượng với con đường của thành phố Sóc Trăng. Buổi tối hôm đấy mình đi thì nhìn được trang trí rất là đẹp.
Bây giờ nhà mình sẽ về khách sạn để nghỉ ngơi. Phần cuối clip thì Tú cũng sẽ quay chút về những cái sản phẩm của Tú đang bán, nên là lúc nào cũng quay về phần cuối. Mong quý khán giả cũng vui vẻ, ai có nhu cầu thì ủng hộ. Ở đây bây giờ là hiện tại mấy giờ mình nhỉ? 19:20. Đường xá cũng không quá là đông đâu. Mấy năm trước thì mình cũng đã đi vào đây để thăm nhà công tử Bạc Liêu một lần rồi. Nhớ là ở đây có một quán nem nướng khá là ngon. Anh em có bơm dầu gì không? Không, dầu đầy xăng. Bơm xăng rồi. Xăng lúc bơm từ lúc trưa khi vẫn ngủ. Mày đưa Thắng đi chợ xem. Chợ ở Bạc Liêu đây thế nào? Đi đâu cứ mỗi tỉnh khám phá. Ôi, mời cụ đi từ từ thôi. Khám phá về cái chợ ấy là sẽ là lột tả được đời sống của bà con ở đây, có những sản vật gì, đặc sản gì. Chéo bên đây đấy mình ạ. Trong trung tâm của thành phố Bạc Liêu. Cái quầy thì người ta bán lớn đấy, con đồ. Ê, đông nước, người nhá. Chà. Đây không biết là đây. Món ăn gì ngon. Nem nướng đúng băng đấy. Tâm. Bên đấy là có món nem nướng. Bên này là có món gì đây? Chè. Chè à? Mùa này nóng này thì ăn chè hợp lý quá. Mình phải qua cầu đây. Cầu đấy cầu. Cầu gì vậy nhờ? Đi sát rồi mình đọc tên mới biết được. Cầu Võ Thị Sáu. À, hay à, quá. Quá hay, rất là ý nghĩa. Tên luôn. Của cụ Võ Thị Sáu. Cái cầu này chắc là được xây lâu rồi ấy nhỉ? Rất là lâu rồi. Nhìn có cổ. À. 900 mét nữa. Đấy, cái quán cà phê này rất là nhộn nhịp. Đông nhá. Quán này quán ăn hay là cái gì chứ? Cà phê. À, cô. Đông thế. Ôi, cà phê vào đông bên kia. Đông thế. Kín đi kia. Quán này đẳng cấp nhá. Như quán ăn ấy nhỉ? Ừ, như quán nhậu ấy. Sao đông thế không biết. Ừ. Tối người ta ngồi uống nước này. Tối nay đông kín mít mình à. Mình phải ra đây chơi mới được nhỉ. Thích thì tí anh em mình về tắm giặt xong rồi đi. Rồi. Ra ngoài ngồi tí phố xá cho nó vui. Đây là cơm. Cơm niêu cậu ba. Cậu ba. Buổi tới tối rồi họ cũng tận dụng bán nước. Để ý nhá, gần tới khách sạn anh em mình rồi đấy. Con đường này tôi đánh giá là con đường rất là nhộn nhịp các bạn ạ. Với đẹp quá nhờ. Nhiều món ăn. Nhiều quán cà phê cũng rất là đẹp và rộng lớn. Quá đẹp luôn. Bên này quán nhậu thì vắng hơn này. Quán nhậu đấy. Vắng, cà phê đông. Quán nhậu này, vắng, cà phê thì rất là đông. Kinh doanh cà phê đây chắc lái to nhờ, quán kia đông hơn đấy. Không biết đâu có quán đấy có công thức bán cà phê nào mà được đông khách thế. Cái đấy Hà thì... Giang em mà đông như thế em chắc không đi bán cà phê. Cái đấy thì chưa biết. Có bí quyết của công thức như nào đông thế này. Bây giờ thì Tú sẽ tìm cái khách sạn chút vì bây giờ là gần tới khách sạn rồi các bạn ạ. Đây quán ăn. Còn bên này cũng cà phê nhưng mà này... À đâu à, bán chăn ga. Đấy, tới nữa khách sạn thì mình pha trà uống nửa chia sẻ các bạn chút. Tú về khách sạn thì đã nghỉ ngơi tắm giặt xong rồi các bạn ạ. Và như thường ngày, đợt này là Tú uống trà An Good để phòng ngừa về gút, vì đi ăn uống cũng rất là nhiều đồ nên là sợ là cái axit uric trong máu cao, nên là mình dùng cái này là sẽ là thải axit uric trong máu và thải các độc tố ra ngoài.
giảm các triệu chứng thoái hóa khớp, viêm khớp, đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, tăng tiết dịch ổ khớp, tốt cho người viêm thoái hóa khớp, đau mỏi vai gáy, đau lưng, đau nhức xương khớp, tê buồn chân tay, người bị viêm gút và viêm đa khớp. Thành phần thì trà này thì là gồm có tầm bóp, thiên liên kiện, lá lốt, hy thiêm, rễ và cỏ vỏ cây núi, cây gắm núi đỏ, vỏ thân cây khổ diệp, cỏ ngọt. Thành phần của cái trà này, một bình như này thì đợt này không có thời gian thì Tú toàn là uống vào buổi tối thôi, chứ nếu mà tốt hơn thì mình pha vào ngày là mình uống được. Đấy là mình uống như thế này để cho nó phòng bệnh gút, vì đi ăn nhiều quá mình cũng rất là sợ. Cái này thì nó thơm, nó có vị ngọt nhẹ, nó không có đắng, vì trong này nó có cỏ ngọt nên là rất là dễ sử dụng. Nếu như mà quý vị mà khán giả có nhu cầu cần sử dụng để phòng ngừa những bệnh gút thì có thể mua một hộp như thế này, có 25 túi lọc và có giá bán là 70.000 đồng một hộp như này. Mua 5 hộp với miễn ship, và mua từ 1 đến 4 hộp thì là vẫn mất phí ship, chỉ có là 30.000 đồng nhé cả nhà nhé. Đấy, tiêu chí của Tú là cứ phòng bệnh hơn chữa bệnh, không có đợi cho bản thân mình có bệnh, cho nên là lúc nào Tú cũng bán những cái sản phẩm về thảo dược. Và Tú ngoài ra còn có cả trà cà gai leo xạ đen. Đây là cà gai leo xạ đen, công dụng là thải độc gan, hạ mỡ máu, những bệnh về gan nhiễm mỡ, rồi viêm gan là uống cũng rất là tốt. Một bịch như này là có 60 túi lọc và sử dụng ngày 1 đến 2 túi lọc sau bữa ăn. Tất cả là đều hai loại trà của Tú như thế này thì đều với pha với nước sôi, và mình bỏ trong cái bình giữ nhiệt như thế này, mình hãm là từ 3 phút đến 5 phút là mình uống được. Đấy, trà này có thể là bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh thì các bạn uống cho nó dễ uống cũng được. Hôm nay thì mình quay video là nó cũng hơi sơ sài một chút, thì mong cả nhà cũng thông cảm, vì là ngày hôm nay cũng sập nguồn, hôm qua về cũng nhiệt tình uống bia với anh cua, nên là mình cũng say. Hôm nay không có đi theo anh em đi ra bên ngoài rừng ngập mặn được, vì rừng ngập mặn thì thực tế ra lần trước là Tú cũng đi rồi. Hôm nay ở nhà cũng nghỉ ngơi xả hơi, cũng là để phục hồi lại năng lượng. Ngày mai thì anh em mình cũng đi khám phá một số địa điểm ở Bạc Liêu, và sau đó thì buổi chiều mình sẽ là di chuyển sang bên tỉnh Kiên Giang, cụ thể là thành phố Hà Tiên, thì mời các bạn đón theo dõi ở cái hành trình ngày mai nhé. Bây giờ Tú xin kết thúc video tại đây, cảm ơn các bạn đã yêu mến ủng hộ, tạm biệt các bạn nhé.